Như mọi người thấy á, đây là cái bộ vàng của khách hàng của em. Đây là khách hàng thật ha. To vĩ đại mọi người thấy không? Nhà của khách á, có cái bộ KSM của Sure, KSM 9 nha. Đỉnh của Sure đó chứ không đùa đâu. Mà khách hát con này khách thấy thích hơn. Kính chào quý khách hàng. Hôm nay em làm video để trả lời cho rất là nhiều khách hàng là hỏi với em là cái câu là Mi 9 Pro của CAF. Con mic này nó hay không em? So với những cái con ABC khác đắt tiền hơn thì nó như thế nào? Thì cái câu trả lời á là nó hay đối với cái bộ dàn hay và người biết hát và người biết setup. Còn nó dở đối với ba cái thứ còn lại đều không có. Thì cứ hình dung là như thế này. Cứ hình dung là cái con này là nó như là một cái bảo kiếm rất là quý ha. Mà rơi vào tay người bình thường thì nó trở thành cây củi hoặc là cái con dao bình thường thôi. Còn nó rơi vào tay mà người biết trân trọng nó và biết khai thác nó, biết khai thác cái bộ dàn thì nó tự nhiên, mặc nhiên nó hay ha mọi người. Còn nó hay như thế nào thì phải thử nó mới biết ha, chứ không có hỏi khang khang vậy được. Và bên em cũng không thể nào em trả lời hay hay là dở được. Thì đợt sau này nó về là cái mẫu cái kiểu nó là như vậy nha mọi người. Đợt sau này là nó có cải tiến nè. Đây là cái cải tiến em cho rằng là ok đấy. Cái cải tiến đầu tiên là cái nguồn, nó không còn cái nguồn biến áp xuyến nữa mà nó đổi thành cái nguồn, cái adapter này là nguồn xung. Nên nó sẽ dùng được cái điện rất là thấp, từ 100V dùng được ha. Đầu ao sẽ là 13,5V. Đây. Còn trước đây là nó dùng cái biến áp xuyến to chà bá luôn ha. Thì biến áp xuyến thì ai cũng biết rồi đó. Đi vùng sâu vùng xa thì khi mà điện nó yếu thì nó không đảm bảo. Đó. Còn bây giờ thì khắc phục được tình trạng đó. Được sau này thì nó bọc siêu lại như vậy nha mọi người. Nó bọc ni lông là như vậy nè. Đó, nó còn dán thêm tem hồng, tem xanh nè. Đợt sau này nó có cái tình trạng là mọi người biết gì không? À, cái này nè, là nó cắt cái bọc này ra xong mới dán tem. Đó, thì nó để lại cái dấu nè, thấy chưa? Để dấu mờ mờ nè, thấy chưa? Đó. Xong rồi dán thêm mấy cái tem vô cho nó gực gỡ nha mọi người. Đó. Dạo này không hiểu sao mà tem quá trời quá đất nè, nó nhìn thấy ghê không nè. Một con tem nè, hai con tem nè, ba con tem nè, bốn con tem nè, để em xem bên hông, năm con tem nè ha. Em sẽ đè, em dán thêm mấy con đây nữa cho nó đầy lên, nhìn cho nó uy nghiêm ha mọi người. Đó, đây thêm có con tem nữa nè. Đó, thấy ghê không? Quá trời tem ha. Đợt sau này là nó về kiểu như vậy. Hai cái tay. Cái con này em ghét nó có hai kiểu. Cái dòng Mi 9 này em có cái điểm em rất là ghét nó là mọi người biết cái gì không? Thứ nhất á, là cái sơn, lớp sơn này nè. Mình cầm ngon lành, cầm thì không sao ha, chứ mình để trên mình bàn mà bàn đá hay là bàn sắt hoặc là bàn kính, mình để lên mình cứ thả rớt luôn, rớt lên rớt xuống cọc cọc là nó sẽ bị trầy. Đó, nó trầy cái lớp sơn này ra, cái tự nhiên nó lòi nhôm ra, nó xấu. Thành ra em ghét là em ghét cái con này. Còn cái chất lượng tiếng của nó thì sao? Em sẽ chèn cái hình. Như mọi người thấy á, đây là cái bộ dàn của khách hàng của em. Đây là khách hàng thật ha. Em tin là anh khách này anh xem cái video này. Đây là khách hàng thật ha, bộ dàn của khách to vĩ đại mọi người thấy không? Đó, thì khách có nhận định là gì? Nhà của khách á, có cái bộ KSM của Sure, KSM 9 nha. Đỉnh của Sure đó chứ không đùa đâu. Mà khách hát con này khách thấy thích hơn. Đó, em nói thích hơn là mọi người hiểu ha. Thế tại sao người ta thích hơn? Bởi vì người ta biết setup. Đó, khách này là người ta rất là pro về setup ha. Nên người ta khai thác được. Còn đưa cho mình mà mình không về biết setup. Em nói thiệt, nhiều khách muôn văn số mà hỏi này về chỉnh tay được không? Trời ơi, con văn số mà hỏi chỉnh tay được không? Cái này chỉ có nước là độn thổ luôn ha mọi người. Như vậy thì làm sao khai thác được chất lượng của con micro? Lúc đó về mình chỉ việc mình cắm vô mình thử thôi, mình nghe alo alo, thấy tiếng dở quá cái mình chơi, ư con mic này dở. Như vậy là không có đúng ha mọi người. Mình muốn khai thác hết thiết bị là mình phải khai thác về kỹ năng của mình trong cái việc setup vang ha. Chứ đừng có nói về chất lượng của tiếng con mic ha. Em có thể setup con này hoặc là những con thấp hơn với cái chất lượng tiếng nó giống giống nhau ha. Với cái điều kiện là cái chất lượng coi mic nè, nó phải giống giống nhau. Chứ một con tiếng mỏng lét, một con tiếng dày cui mà kêu setup giống nhau thì không thể nào setup được ha. Quay lại vấn đề, thấy câu trả lời cho cái con micro này là hay hay là dở? Câu trả lời là con này rất hay đối với người biết setup vang và hát tốt trên cái bộ dàn tốt. Còn nó cùi bắp, nó rất dở đối với khách hàng không biết setup vang, không biết khai thác chất lượng bộ dàn của mình. Và cộng thêm hát dở nữa thì nó thành ra là nó dở toàn tập luôn ha mọi người ha. Còn giá trị, giá tiền cái món hàng này như thế nào? Con này là con cao cấp nhất của CAF. Chất lượng tiếng rất hay thì không bao giờ nó rẻ được. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, mình đừng bao giờ mình đi so sánh nó với lại những cái con hàng bãi,
giá 2 triệu, 3 triệu một số kênh người ta nói hay lắm, trùm lắm, thì đừng bao giờ mình so sánh cái chuyện đó nha mọi người. So sánh một cái chuyện hết sức là rất quớt á, dạng như là một con gà thì bằng bao nhiêu con cá đó, nó có giống không? Đó. Thì video nói sầm sàm về cái con này, thì em mong rằng quý khách hàng đã hiểu được vấn đề. Còn khách hàng nào mà còn thắc mắc cái gì chưa rõ hơn thì cứ Zalo cho em hoặc là cho cái comment bên dưới, em sẽ trả lời cụ thể luôn ha. Rồi, cảm ơn mọi người.